Tiên Vương tái xuất, Lạc Tú. Chương 441, Nữ thần tử vong bá chủ quốc tế. Đây là nhân vật có máu mặt trên thế giới, lai lịch to lớn, sau lưng thường có thế lực siêu cấp khổng lồ chống đỡ. Hơn nữa là bá chủ quốc tế, nhất định phải là nhân vật đứng đầu một quốc gia nào đó. Ví dụ như nữ thần tử vong này, nghe nói là người đứng đầu quốc gia nào đó ở châu Âu, thực lực và địa vị đều là hàng đầu, ở châu Âu hiếm có đối thủ có thể chống lại cô ấy nếu nhân vật như vậy được điều động đích thân đi đến một quốc gia nào đó cũng đủ chấn động các quan chức cấp cao ở quốc gia đó thậm chí còn có đề án điều động khẩn cấp để đề phòng xảy ra bất chắc dù gì nhân vật như vậy đã là huyền thoại sức chiến đấu quá mạnh mẽ có thể đối đầu với một số vũ khí nóng cỡ nhỏ và vũ khí mang tính sát thương với quy mô lớn chỉ cần nhắc tay đã dễ dàng phá hủy một thành phố có thể nói là nhân vật vô cùng nguy hiểm Nghe nói nữ thần tử vong đến từ khu rừng cổ đại nào đó ở châu Âu, được truyền thừa lâu đời, sở hữu sức mạnh tự nhiên vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ, chủ càn khôn vừa thốt ra những lời này, lần này mọi người không còn sửng sốt nữa, mà thay vào đó là cảm thấy sợ hãi. Bởi vì từng có tin đồn rằng, nữ thần tử vong chỉ cần vung tay, trong vòng một đêm, bộ lạc gồm mười mấy vạn người đã bị tàn sát sạch sẽ. Danh hiệu nữ thần tử vong cũng xuất phát từ đó. Theo một nghĩa nào đó, Người như vậy đã không còn mang theo cảm xúc của con người, mà hơi trái ngược với con người. Hơn nữa trước đây trên chiến trường Trung Đông, một cuộc chiến tranh hiện đại với quy mô lớn đã phân định được thắng bại. Bởi vì sự can thiệp đột ngột của nữ thần Tử vong đã lấy sức của một người, xoay chuyển toàn bộ cuộc chiến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thậm chí còn có tin đồn rằng, ở đâu xuất hiện nữ thần Tử vong thì chắc chắn ở đó sẽ có người chết dường như đây là lời nguyền ma quỷ không bao giờ có thể phá giải. Nếu nhân vật đáng sợ như vậy tới đây, ngộ nhớ cô ấy không vui, có lẽ mấy người ở đây khó có thể ngăn được cô ấy. Đến lúc đó, nói không chừng nhiều người sẽ bị mất mạng. Do đó rất nhiều người ắt sẽ cảm thấy sợ hãi, thậm chí ngay cả Dương Thiên Cương cũng cảm thấy hơi sợ sệt. Mặc dù lão chưa bao giờ giao đấu thực thụ với nữ thần tử vong, nhưng lão biết, chắc chắn nhân vật như vậy là sự tồn tại không thể trêu chọc dù gì nhân vật được một quốc gia coi trọng tất nhiên sẽ khiến người khác cảm thấy sợ hãi lão vốn cho rằng chu càn khôn chỉ đang lừa gạt mà thôi ai dè lại mời nữ thần tử vong đến thật mặc dù hư kinh thiên là người của côn lôn kiếm cung nhưng là người kết nối với ngoài giới tất nhiên ông ta cũng biết bá chủ quốc tế đại diện cho điều gì do đó chu càn khôn lộ ra vẻ mặt mỉa mai rời mắt nhìn về phía lạc tú bởi vì ông ta biết hôm nay có kịch hay để xem rồi Ông ta muốn xem thử hôm nay Lạc Tú sẽ thảm hại như thế nào. Cậu Lạc, không bằng cậu." Dương Thiên Cương cả gan nói, hàm ý rất rõ ràng, đó chính là khuyên nhủ Lạc Tú tạm thời rời đi sẽ tốt hơn. Bởi vì mặc dù lão rất kinh ngạc về thực lực của Lạc Tú, nhưng so với bá chủ quốc tế như nữ thần Tử vong, e rằng Lạc Tú vẫn chưa thể sánh kịp. "Không sao đâu, nếu tôi đã nói rồi, sẽ không nuốt lời." "Mặc kệ hôm nay ông ta gọi cho ai đến, tôi cũng có thể chờ đợi." Lạc Tú chẳng thèm để tâm, trên thực tế anh cũng rất tò mò. Rốt cuộc bá chủ quốc tế này nữ thần tử vong này có bản lĩnh đến cỡ nào? Hừ, để tôi xem cậu còn ngông cuồng được bao lâu. Bây giờ Chu Càn Khôn đã hoàn toàn lấy lại sự tự tin, thậm chí còn tăng lên gấp mấy lần so với lần trước. Thật ra, lần này nữ thần tử vong đến đất nước này là vì chuyện khác. Bằng không, với mặt mũi của ông ta, làm sao có thể mời được bá chủ quốc tế đích thân đến đây cơ chứ? Mặc dù ông ta thông qua các mối quan hệ tiếp xúc với đối phương, nhưng thật ra trong lòng ông ta cũng không tự tin gì mấy. Cũng may, trong cú điện thoại ban nãy, đối phương đã thật sự đồng ý ra tay giúp ông ta. Do đó, ông ta mới nhất thời tự tin hơn gấp mấy lần. Bởi vì một khi nhân vật như này thật sự đồng ý ra tay, cho dù hôm nay ông trời có đến cũng không cứu được Lạc Tú. Không ngờ đã đến lúc này rồi mà Lạc Tú vẫn còn không biết điều như vậy nhìn thấy lạc tú vẫn còn huynh hoang nói không sao đâu như vậy. Trong lòng chu càn khôn không khỏi cười khẩy. Mặc dù thực lực của người này mạnh mẽ, nhưng so với lão giang hồ như bọn họ thì vẫn còn kém xa. chu càn khôn quay đầu lại, võ thánh vô không nhìn chu càn khôn bằng vẻ mặt nghi ngờ. chu càn khôn gật đầu, trên mặt võ thánh vô không cũng nhanh chóng nở nụ cười. Họ lạc kia, để tôi xem hôm nay cậu sẽ chết như thế nào. võ Thánh vô không nhận được câu trả lời chắc nịch của Chu Càn Khôn, sự kiêu ngạo trong lòng cũng nhất thời tăng vọt. Tốt xấu gì bọn họ cũng là võ thánh, vậy mà hôm nay lại bị đánh thành bộ dạng này trước mặt mấy vạn người, bọn họ còn mặt mũi nào cơ chứ? Bọn họ vẫn còn mặt mũi ư. Do đó, bọn họ phải lấy lại mặt mũi. Hơn nữa trong lòng võ thánh vô không cũng đang cười gần. Nếu nữ thần tử vong thật sự đến đây, vậy thì hôm nay Lạc Tú sẽ không thể nào sống sót rời khỏi đây. Dù gì thực lực của người ta cũng bày ra đó. Quả nhiên chàng thanh niên này vẫn còn quá non, thậm chí đến bây giờ, Võ Thánh Vô Không cũng không khỏi khâm phục Chu Càn Khôn. Cho dù ban nãy bị vả và vào mặt, nhưng nháy mắt đã có thể lấy lại. Không ngờ Chu Càn Khôn lại mời được nữ thần Tử vong. Họ Lạc kia, hôm nay nhà họ Chu chúng tôi cũng muốn xem thử, rốt cuộc cậu lợi hại đến cỡ nào. Đúng lúc này, người nhà họ Chu nhảy ra khiêu khích. Trước đó lão tổ của bọn họ bị đánh như chó khiến đám người nhà họ Chu cảm thấy mất hết mặt mũi bây giờ nghe thấy có nữ thần tử vong ra tay tất nhiên cũng trở nên kiêu ngạo hống hách hai đúng là trẻ tuổi nóng tính cứng quá dễ gãy võ sư quốc thuật kia than thở trước đây ông ta nhìn thấy lạc tú có thể đánh bại võ thánh quả thật đã khiến ông ta cảm thấy chấn động và bất ổn nhưng bây giờ nhìn thấy lạc tú vẫn dám nhàn nhã thậm chí còn có cảm giác không để vào mắt sau khi nghe nói nữ thần tử vong sẽ đến ông ta đã cảm thấy lạc tú thật sự quá ngông cuồng Quá không biết trời cao đất rộng đến cỡ nào. Rất nhiều người xung quanh đều có suy nghĩ này. Ít nhất người hơi thông minh sẽ không ngu xuẩn đến mức đợi ở đây. Cho dù bây giờ bạn dứt khoát ra tay giết người, rồi rời khỏi đây. Cũng đỡ hơn là việc ngu mốc đợi ở đây. Phải biết rằng, nếu nữ thần tử vong thật sự đến đây, chẳng lẽ anh có thể đánh lại bá chủ quốc tế đó hả? À? Sư Thúc, Thúc nói thử xem anh ta có bị ngốc không? Bạc Tuấn đứng bên cạnh chế diễu. Cho dù anh ta có thực lực có thể đối đầu với bá chủ quốc tế, chẳng lẽ anh ta thật sự dám hống hách với nhân vật đó ư? Bạc Tuấn lạnh lùng nói, phải biết rằng, sau lưng nhân vật đó còn có mấy thế lực siêu cấp, chẳng lẽ anh ta dám đi đắc tội với bọn họ à? Ha ha, hạ người này quá ngông cuồng, nhưng chính sự ngông cuồng này sẽ đẩy cậu ta vào chỗ chết. Hư Kinh Thiên cười gần, đúng lúc này. Chu Càn Khôn nhất thời sáng mắt, mọi người cũng phát hiện ra đang xa có một luồng hơi thở cực kỳ đáng sợ đang ập đến, khiến mọi người cảm thấy rất ngột ngạt. Nữ thần tử vong đến rồi. Chương 442, còn gọi ai nữa không? Khí thế rồi rào cuồn cuộn như mây đen kéo đến, trên đỉnh đầu nhanh chóng hình thành mây đen đầu lâu màu đen khổng lồ, trông cực kỳ đáng sợ. Mọi người đều cảm nhận được hơi thở dồn dập, cảm giác bị kìm nén bao trùm toàn thân, như thể trời sắp sập xuống. Ngay cả hư kinh thiên cũng biến sắc, cảm nhận được cô áp lực Bạc Tuấn càng lộ ra vẻ mặt hoảng hốt, chỉ cảm nhận được cô áp lực từ trên người kiếm tôn sư phụ anh ta. "Sư thúc, tại sao nữ thần tử vong này lại mang đến cô áp lực đáng sợ như vậy?" Bạc Tuấn đang cố gắng kiềm chế giọng nói run rẩy của mình. Trên thực tế anh ta còn đỡ, đám người xung quanh, nhất là những người bình thường, hai chân đều đang run rẩy, cả người yếu ớt như thể sắp ngã quỵ xuống đất. Trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ hoảng loạn sợ sệt nhất là khi bọn họ nhìn thấy đầu lâu màu đen khổng lồ trên đỉnh đầu. Bây giờ dường như đại dương vốn đang gào thét ở đằng xa đã bị đông cứng, mặt biển nhấp nhô sóng vỗ cũng trở nên phẳng lặng như mặt gương. Chỉ riêng khí thế đã làm được điều này, có thể tưởng tượng được sức mạnh đáng sợ của nữ thần tử vong. Hư Kinh Thiên cũng ngẩng đầu lên nhìn mây đầu lâu khổng lồ kia, từ tốn trả lời. Nếu là bá chủ quốc tế, tất nhiên sẽ có năng lực này. Mặc dù nói như thế, nhưng hư kinh thiên vẫn cảm thấy hơi ngạc nhiên, không ngờ nữ thần tử vong lại có khí thế như vậy, ngay cả đại dương cũng bị chân áp. Nhưng càng như vậy thì càng chứng tỏ nữ thần tử vong hùng mạnh. Chắc chắn hôm nay lạc tú sẽ khó mà thoát khỏi kiếp nạn này. Cảm nhận được cô áp lực này, hư kinh thiên lại lắc đầu. Ông ta vốn định đến đây để bảo vệ lạc tú, ai dè thằng nhãi này lại không biết lý lẽ, ngay cả ông ta cũng dám đắc tội. Mặc dù ông ta đã nhìn nhầm, ai rè trong tay thằng nhãi này thật sự có chút bản lĩnh. Nhưng vậy thì sao chứ? Chẳng phải bây giờ anh vẫn bị đánh chết ở đây à? Không biết lát nữa Lạc Tú có hối hận vì đã đắc tội với ông ta ở sân bay hay không? Hư Kinh Thiên cười khẩy đầy lạnh lùng chứng kiến mọi chuyện. Còn Chu Càn Khôn và Võ Thánh vô không thì lộ ra vẻ mặt chẳng hề kiêng rè. Thậm chí ánh mắt còn mang theo vẻ mong đợi mãnh liệt. Bởi vì trong đám mây đầu lâu trên đỉnh đầu, bỗng sáng lên ánh vàng, rồi lan ra chiếu thẳng xuống mặt đất, một bóng người mặc váy dài màu đen bước ra từ trong ánh vàng đó. Xung quanh còn có bảy tám người đàn ông biển trai mắt xanh tóc vàng, ai cũng mang vẻ mặt kiêu ngạo, như thể bọn họ đang nắm giữ dòng máu cao quý. Từ khí thế mạnh mẽ đó, vừa nhìn đã biết bọn họ đều là cao thủ. Còn người phụ nữ kia, cả người bao trùm trong chiếc váy dài màu đen, không nhìn thấy rõ diện mạo thật, nhưng qua vóc dáng cao giáo gợi cảm kia, có thể đoán ra chắc chắn vóc dáng này là một báu vật cộng thêm dòng máu vốn thuộc về châu Âu nên càng cao quý hơn. Nhưng không ai dám có suy nghĩ gì, dù gì đó cũng là nữ thần tử vong. Chỉ dựa vào khí thế đó đã đủ chứng minh mọi chuyện rồi. Hơn nữa cách thức xuất hiện này có thể nói là thần kỳ. Bước ra từ trong đám mây, rất nhiều người đều kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Đây chính là bá chủ quốc tế ư? Ngày nay ai dám đối địch với cô ấy? Cô ấy giống như thần tiên giáng trần, thật sự quá đáng sợ nhưng tiếc rằng dung mạo xinh đẹp của cô ấy đã bị lớp màng màu đen che khuất không thể nhìn thấy rõ gương mặt thật của cô ấy chu càn khôn bỗng cười ha hả nữ thần tử vong đã đến rồi vậy thì hôm nay làm sao lạc tú có thể sống sót bởi vì đó chính là nữ thần tử vong người mà cô ấy đồng ý muốn giết chẳng khác nào đã bị tuyên án cái chết chắc chắn sẽ không thể nào sống sót bây giờ chu càn khôn lướt nhìn lạc tú trước ánh mắt hiện lên sát ý bỗng lên tiếng nữ thần tử vong hoàn nghênh cô chính là người này cô hãy giúp tôi giết người này chu càn khôn chỉ vào lạc tú nói bằng giọng điệu hung ác nham hiểm theo ông ta thấy chỉ cần nữ thần tử vong đến lạc tú sẽ phải chết thậm chí ông ta còn muốn cười lớn dù gì ban nãy lạc tú cũng định giết ông ta ông ta cũng không còn cách nào khác nhưng tiếc rằng lạc tú quá ngu xuẩn không ngờ lại cho ông ta cơ hội vươn mình lạc tú không nói gì mà rời mắt nhìn về phía nữ thần tử vong hư dương thiên cương sợ cậu nhưng tôi không tin bá chủ quốc tế như nữ thần tử vong cũng sợ cậu võ thánh vô không lạnh lùng quát chẳng phải ban nãy cậu rất ngông cuồng à chẳng phải ban nãy cậu nói cho dù nữ thần tử vong đến cậu cũng không sợ à rõ ràng chu càn khôn đang cố ý để cho nữ thần tử vong nghe thấy lời nói bất kính của lạc tú đã nói với mình tôi đã nói như vậy đó rồi sao lạc tú chẳng hề để tâm mà nở nụ cười hơi diếu cợt nhìn nữ thần tử vong đám người chu càn khôn thật suối quẩy. Nhưng vừa dứt lời, vẻ mặt của mọi người xung quanh đều thay đổi, anh đang thừa nhận mình đã nói những lời bất kính với nữ thần tử vong ngay trước mặt cô ấy ư. Ừ, anh đang cố ý tìm đường chết à. Cậu Lạc, có những lời không được vì tiện nói ra. Dương Thiên Cương vội vàng lo lắng thúc giục, lão thừa nhận thực lực của Lạc Tú bất phàm, nhưng đối mặt với nhân vật bá chủ quốc tế như này thì Lạc Tú vẫn chưa đủ trình độ. Bây giờ Lạc Tú nói ra những lời như vậy, chẳng khác nào đang tuyên bố ngay cả bá chủ quốc tế cũng không để vào mắt đây không phải là sự tự tin mà là sự thiếu hiểu biết bây giờ ngay cả dương thiên cương cũng cảm thấy không vừa mắt với lạc tú lạc tú quá không thức thời rồi đó chính tôi đã nói đấy cô đã đồng ý lời thỉnh cầu tới giết tôi của ông ta à lạc tú hoàn toàn không quan tâm mà tiếp tục nhìn về phía nữ thần tử vong cả người diana run lên bần bật nữ thần tử vong cô hãy giúp tôi giết chết cậu ta chỉ cần giết chết cậu ta tôi sẽ đồng ý xiết mụ nội nhà ông nữ thần tử vong diana vung tay trên người chu càn khôn nhất thời xuất hiện vết thương sâu đến xương đừng nói là người khác mà ngay cả chu càn khôn cũng choáng váng trước biến cố này nữ thần tử vong chẳng phải cô đã đồng ý với tôi đồng ý cái đầu ông nữ thần tử vong diana tức muốn nổ phổi nói sau đó dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người cô ấy nhanh chóng tháo lấp vải mỏng màu đen trên mặt da lộ ra gò má vô cùng tinh xảo gò má đó cực kỳ hoàn hảo ngay cả lạc tú cũng không nhịn được liếc nhìn thêm nhưng bây giờ trên đôi má hoàn hảo đó lại hiện lên vẻ sợ sệt đồ long giả tôn kính tôi không có ý định mạo phạm anh mong anh đừng để bụng diana lo sợ nói với lạc tú đồ long giả ư không có ý mạo phạm ư thái độ của nữ thần tử vong khiến mọi người choáng váng đây chính là nữ thần tử vong bá chủ quốc tế nhưng bây giờ lại cầu xin lạc tú tha thứ chẳng khác nào đang diễn lại cảnh tượng của dương thiên cương ban nãy nhưng lần này không còn là sở trưởng sở tài quyết vũ lực nữa mà là nữ thần tử vong bá chủ quốc tế còn đáng sợ hơn ha ha hình như người mà cậu gọi đến lại không dám giết tôi nữa lạc tú phớt lờ diana mà lạnh lùng nhìn chu càn khôn ông còn gọi ai nữa không Chương 443, không sợ thiên hạ ông còn gọi ai nữa không?" Như một cái tát vào mặt Chu Càn Khôn, khí thế hung hăng tràn đầy tự tin của ông ta hồi trước đã nhanh chóng biến mất không còn dấu vết. Ông ta hơi sừng sốt nhìn nữ thần Tử vong. Đây chính là bá chủ quốc tế. Làm sao có thể khiêm tốn như vậy với Lạc Tú, thậm chí còn vì Lạc Tú mà vén khăn che mặt chưa từng được vén lên kia. "Đừng nói là ông ta, mà ngay cả hàng vạn người ở có mặt ở đây cũng hóa đá, rốt cuộc chuyện này là sao?" Sốt cuộc Lạc Tú là ai? Tại sao sở trưởng Sở Tài Quyết Vũ lực lại sợ anh như vậy? Tại sao ngay cả nữ thần tử vong bá chủ quốc tế cũng cung kính với anh như vậy? Chẳng lẽ Lạc Tú cũng là bá chủ quốc tế, thậm chí còn là sự tồn tại trên cả bá chủ quốc tế? Rất nhiều người nhất thời dựng tóc gáy, lúc nhìn Lạc Tú, trong mắt đã hiện lên tia kinh hãi. Sốt cuộc cậu là ai? Chu Càn Khôn tràn đầy hoảng sợ, mặc dù ông ta không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng bây giờ đã rất rõ ràng nữ thần tử vong cũng phải sợ đối phương ba phần, liên quan gì đến ông, bây giờ ông vẫn còn muốn xét xử tôi chứ. Lạc tú lạnh lùng chế diễu, chu càn khôn nhất thời ngồi bệt xuống đất, như thể đã mất hết sức lực. Xét xử lạc tú ư, ông ta có năng lực và bản lĩnh đó không? Ông ta vốn cho rằng lạc tú chỉ là cao thủ hơi lợi hại mà thôi, là võ thánh như chu càn khôn ông ta có thể nghiền ép một cách dễ dàng. Ai dè thực lực của lạc tú lại thâm sâu khó lường, treo ông ta lên mà đánh. Cuối cùng, ông ta không thể không mời sở trưởng sở tài quyết vũ lực đến lấy lại mặt mũi, ai dè sở trưởng lại trở nên sợ sệt, thậm chí còn không dám ra tay. Rồi ông ta đặt niềm hy vọng cuối cùng vào nữ thần tử vong. Ông ta vốn cho rằng chuyện này đã chắc như đinh đóng cột, dù lạc tú lợi hại đến đâu cũng không thể nào hống hách với bá chủ quốc tế như nữ thần tử vong. Nhưng sau khi nữ thần tử vong xuất hiện, chu Càn Khôn mới phát hiện ra, không phải người ta không dám hống hách với nữ thần tử vong mà là nữ thần tử vong không dám hống hách với lạc tú sớm biết thực lực và bối cảnh của lạc tú lớn như vậy ông ta đâu mốc đến nỗi ra tay với lạc tú đây hoàn toàn là sự tồn tại mà ông ta không thể trêu chọc nỗi hối hận vô tận ập đến chu càn khôn biết mình tiêu đời rồi Phó thánh vô không ngơ ngác chứng kiến cảnh tượng này trong lòng cũng dâng lên cảm giác hối hận ông ta vốn cho rằng lạc tú là quả hồng mềm ai dè bây giờ mới phát hiện ra mình đã trêu chọc một con cự long nhưng người hối hận nhất vẫn là người nhà họ thẩm nhất là thẩm thiên quân đứa cháu ngoại này của ông ta đúng là thâm sâu khó lường hoàn toàn không thể nhìn thấu ông ta không biết sốt cuộc bá chủ quốc tế lợi hại đến đâu nhưng nhất định phải lợi hại hơn võ thánh nhưng bây giờ ngay cả bá chủ quốc tế cũng phải sợ hãi ba phần trước đứa cháu này có lẽ cả đời này chuyện hối hận nhất cũng là chuyện ngu xuẩn nhất mà ông ta từng làm là trước đây ở thiên đô đã không đón lạc tú về nhà bởi vì một khi ông ta đón lạc tú về nhà ít nhất là ở trong nước sẽ không có ai dám trêu chọc nhà họ thẩm bọn họ nhưng tiếc rằng bọn họ đã trở thành kẻ thù của đối phương muốn phục hưng lại nhà họ thẩm chẳng khác nào đang nằm mơ giữa ban ngày thậm chí cuộc gọi cuối cùng của thẩm nguyệt lan cơ hội cuối cùng đó ông ta cũng không chịu trân trọng thẩm thiên quân nhìn lạc tú hối hận đến mức trào nước mắt hôm nay sau khi trận chiến này truyền ra ngoài chắc chắn trong nước sẽ rung chuyển Lạc Tú nhìn Chu Càn Khôn và Võ Thánh vô không. Không ai có thể gọi người nữa đúng không? Sứt lời, trong mắt Lạc Tú chợt lóe lên tia sắc bén. Rồi anh tiến lên một bước đi tới trước mặt Chu Càn Khôn. Xét xử tôi ư? Chỉ dựa vào hai ông cũng xứng sao? Tôi vẫn nói câu đó, khắp nơi đều là kẻ địch thì sao chứ? Ai dám không phục thì cứ việc đến khiêu chiến. Lạc Tú bỗng đạp lên người Chu Càn Khôn, khịt mũi nói. Chu Càn Khôn nhất thời nổ tung, Máu thịt bắn tung tóe. Một đời võ thánh, Chu Càn Khôn cứ thế ngã xuống. Cảm nhận được sát khí trên người Lạc Tú, rồi nhìn thấy máu thịt be bét, võ thánh vô không đang định cầu xin, ai dè một luồng kình khí cực kỳ mạnh mẽ nhanh chóng đánh trúng ông ta. Một võ thánh nữa lại nổ tung ngã xuống. Ở đảo Tần Hoàng, hai vị võ thánh đã chết một cách đẫm máu. Xung quanh yên tĩnh, không ai dám phát ra tiếng. Trong trận chiến hôm nay, Hễ là người chứng kiến tại đây. Trong lòng đều biết rất rõ, ít nhất là ở bề ngoài, trong nước đã không còn ai là đối thủ của Lạc Vô Cực. Kể từ ngày hôm nay, trong nước sẽ gọi Lạc Vô Cực là tôn. Dương Thiên Cương thở dài, cuối cùng lão vẫn đánh giá thấp Lạc Tú, không ngờ ngay cả bá chủ quốc tế cũng phải nhún nhường Lạc Tú ba phần. Nhưng lão càng thương tiếc cho võ thánh. Khó khăn lắm bọn họ mới có thể đi đến trình độ thiên tài tuyệt thế này. Rồi phải trải qua bao nhiêu năm mới có thể ngưng tụ ra một cao thủ tuyệt thế như vậy nhưng bây giờ lại có hai vị đã ngã xuống ở đảo Tần Hoàng. Chu Càn Khôn vốn định mở ra thời đại võ thánh tung hoành thiên hạ lần nữa, ai dè còn chưa bắt đầu, đã kết thúc ở trong tay Lạc Tú. Mấy vạn người đều vô cùng yên tĩnh, ai cũng nhìn Lạc Tú bằng ánh mắt sợ sệt. Chỉ có hư kinh thiên là đang tiến thẳng đến thất tinh long uyên kiếm đã rơi xuống ở bên cạnh. Tất nhiên, là người đến từ côn lôn kiếm cung, thất tinh long uyên kiếm có sức hấp dẫn trí mạng đối với hư kinh thiên. Hơn nữa ông ta cũng không sợ lạc tú, một là vì ông ta rất tự tin vào thực lực của mình, hai là sau lưng ông ta có côn lôn kiếm cung làm hậu thuẫn. Lạc tú sẽ không ngu xuẩn đến mức đắc tội với côn lôn kiếm cung. Nhưng hư kinh thiên vừa mới cầm thất tinh long uyên kiếm lên, một ánh mắt sắc bén đã rơi xuống người ông ta. Cảm nhận được ánh mắt sắc bén đó, hư kinh thiên liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy tia sát khí trong mắt lạc tú. Hả, sao thế, cậu lạc định xuống tay với tôi à? hư kinh thiên nở nụ cười diễu cợt ông ta không phải là võ phu như chu càn khôn và dương thiên cương mà là người tu pháp tất nhiên thực lực và bản lĩnh cũng vượt xa võ phu như võ thánh thậm chí ngay cả nữ thần tử vong ông ta cũng có lòng tin chiến đấu cộng thêm sau lưng có côn lôn kiếm cung làm chỗ dựa vững chắc tất nhiên ông ta có thể trắng trợn chẳng hề kiêng rè bỏ kiếm xuống đó không phải là thứ ông nên chạm vào lạc tú nhìn chằm chằm hư kinh thiên lạnh lùng nói láo xược đồ của côn lôn kiếm cung ta cần, ai dám. Bốp, một luồng kinh khí đánh thẳng vào mặt Bạc Tuấn, khiến anh ta ngã nhào xuống đất, đồng thời cũng cắt ngang lời nói của Bạc Tuấn. Cậu dám động vào người của côn lôn kiếm cung tôi, hư kinh thiên cũng sửng sốt. Thật to gan, hư kinh thiên giận dữ quát, đại dương vốn bị nữ thần tử vong chấn áp nhất thời nổi sóng ngút trời, làn sóng không ngừng cuồn cuộn, như muốn lật đổ đến đây. Anh đang đánh người của côn lôn kiếm cung bọn họ ngay trước mặt ông ta. Ở thời đại này ai dám làm như vậy chứ? Cậu cho rằng cậu có thể đánh bại võ thánh, khiến bá chủ quốc tế nhún nhường cậu ba phần thì cậu thật sự là người bất khả chiến bại trong thiên hạ à? Trong mắt hư kinh thiên lóe lên tia lạnh lẽo, anh Lạc, mong anh hãy nhẫn nhịn, đúng lúc này, Phi Long vội bước tới, định ngăn cản Lạc Tú nổi nóng. Rõ ràng đó là chiến lợi phẩm của Lạc Tú, vậy mà bây giờ hư kinh thiên lại tới cướp một cách trắng trợn chẳng khác nào đang cướp đồ của Lạc Tú trước mặt hàng vạn người. Tất nhiên Lạc Tú nổi giận cũng là chuyện bình thường. Nhưng dù gì đó cũng là Côn Lôn kiếm cung, mà trong Côn Lôn kiếm cung có một số sự tồn tại ghê gớm. Dù gì đó cũng là vùng đất của các vị thần. Không ai có thể nói trước liệu bây giờ ở trong đó có còn thần linh nào đang sinh sống hay không. Ngộ nhớ bên trong thật sự có thần linh trong truyền thuyết thần thoại sinh sống. Chắc chắn sẽ gây ra tai họa ngập trời khi xảy ra xung đột với Côn Lôn kiếm cung. Nhẫn Nhịn ư? Lạc Tú khẽ cười nói. Lạc Vô Cực tôi cả đời tung hoành, chưa bao giờ biết nhẫn nhịn. Chương 444, đùa giỡn. Ha ha, hay lắm, khẩu khí thật lớn, tâm tính đủ cuồng vọng. Hư Kinh Thiên giận quá hóa cười, hiển nhiên là bị Lạc Tú chọc tức. Lão phu đã sớm ngứa mắt cậu, hôm nay sẽ cho cậu một bài học khắc cốt ghi tâm. Hư Kinh Thiên lạnh giọng nói, trong hai mắt lóe lên ánh sáng lạnh, tư thế cố tình gây sự. Những thủ đoạn này của cậu, đứng trước mặt người tu pháp chân chính như chúng ta, hoàn toàn không đáng nhắc tới hư kinh thiên vừa dứt lời nhất thời sóng biển sông thẳng lên trời trực tiếp hình thành một mặt nước cực lớn giống như nước biển đều bị đẩy lên đỉnh đầu mọi người nhất thời sợ muốn tè ra quần ngay cả nữ thần tử vong thấy cũng không khỏi nhướng mày cả bầu trời đều bị nước biển bao trùm hư kinh thiên lơ lửng trên không kiêu ngạo kinh người một màn này quá dọa người thủ đoạn vừa rồi của chu càn khôn ở trước mặt thần uy lúc này của hư kinh thiên quả thực chỉ là trò con nít dám hô to gọi nhỏ với côn lôn kiếm cung hôm nay tôi sẽ khiến cậu phải đền tội tại đây hai ngón tay trái của hư kinh thiên mang theo thất tinh long uyên quét qua thân kiếm nhất thời thất tinh long uyên phát suốt một tiếng rồng ngâm rung động khiến rất nhiều người lạnh run mà trong thân kiếm bộc phát ra một luồng năng lượng vĩ đại khí thế bàng bạc bóng dáng một con cự long dần hiện lên đồng thời mặt nước phía sau hư kinh thiên cũng dần phân tán hình thành những thanh kiếm nước chi chít đầy trời đều là lưỡi kiếm sắc bén nếu như hiện tại cậu quỳ xuống trước mặt tôi, dập đầu nhận sai, tôi còn có thể tha cho cậu một mạng. Hư kinh thiên giống như hạ tối hậu thư cho lạc tú. Phi Long đã sợ đến nỗi trợn trừng mắt, há hốc mồm rồi. Có điều lạc tú lại nhìn hư kinh thiên, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, cất giọng mỉa mai. Cơ hội cuối cùng của ông đã mất, lạc tú bình tĩnh mở miệng. Bởi vì anh đã quyết định, hôm nay phải giết hư kinh thiên. Muốn chết à, hư kinh thiên nhất gầm lên, chỉ là một phàm nhân thôi lại dám dõng dạc hô to gọi nhỏ với người tu pháp bọn họ giết hư kinh thiên vừa dứt lời chi chít lợi kiếm đằng sau lao thẳng về phía lạc tú tốc độ còn nhanh hơn cả đạn thậm chí mang theo tiếng xé gió chi chít lưỡi kiếm đánh úp phảng phất như muốn xuyên thủng đất đai chỉ là một tên võ phu thôi để tôi xem cậu làm sao ngăn cản pháp thuật của người tu pháp bọn tôi hư kinh thiên cuồng ngạo cười một tiếng Võ phu có lợi hại đến đâu xét cho cùng cũng chỉ là một gã võ phu, làm sao có thể là đối thủ của người tu pháp bọn họ? Nhưng ngay sau đó, lạc tú nhếch môi cười khẩy nhìn làn mưa kiếm chi chít kia, chân trái nhanh chóng lùi ra sau một bước, sau đó đánh ra một quyền. ầm, uhm, biển lực lượng giống như trường giang và hoàng hà chút xuống, lại tựa như núi cao đổ đầu, luồng sức mạnh bàng bạc giống như có thể hủy diệt đất trời. Làn mưa kiếm dày đặc trong nháy mắt bị nguồn sức mạnh này đánh bật lại. Hư Kinh Thiên vốn còn nắm chắc, cho rằng một kích là có thể đánh chết Lạc Tú. Cho nên sau khi dùng chiêu này ông ta cũng không lưu ý thêm làm gì. Kết quả Lạc Tú chỉ dùng một quyền khiến cho sắc mặt Hư Kinh Thiên tái mét, chờ đến lúc ông ta phản ứng kịp, nguồn sức mạnh vô tận kia đã trực tiếp đánh vào trên thân ông ta. Nhất thời ông ta bị đánh bay ra ngoài. Mà một quyền này của Lạc Tú không chỉ đánh lùi cơn mưa kiếm kia, thậm chí còn chọc mặt biển thành rất nhiều lỗ hổng, trở thành một cái rãnh biển vĩ đại đáng chết một tiếng gầm giận dữ vang lên bóng dáng hư kinh thiên trực tiếp lao vút tới giờ phút này ông ta chật vật không chịu nổi tóc dài tán loạn khóe miệng còn dỉ máu tươi hiển nhiên vừa rồi bởi vì tự đại không đề phòng nên bị một quyền của lạc tú đánh trúng dẫn đến bị thương thất tinh lòng uyên kiếm trong không trung có một chuỗi lửa đỏ như máu hiển nhiên hư kinh thiên muốn một kích diệt gọn lạc tú dù sao một quyền vừa rồi của lạc tú cũng đã đả thương ông ta dưới tình huống không đề phòng khiến một người tu pháp tự cho mình là cao siêu mất sạch thể diện có chút không chịu được hơn nữa không chỉ có vậy xung quanh hư kinh thiên còn hiện ra rất nhiều bóng người những cái bóng này không phải là giả mà là thật đây là bắt đầu thất tinh kiếm trận của côn lôn kiếm cung để có thể đánh chết lạc tú trong chớp mắt hư kinh thiên nổi giận đùng đùng ngay đến pháp thuật này cũng lấy ra dùng rồi để tôi xem cậu sẽ chết như thế nào chỉ là một gã võ phu mà thôi nhìn xem cậu làm sao phá được pháp thuật này của tôi Trường kiếm của hư kinh thiên đã tới gần rồi. Bác đầu thất tinh kiếm trận hình thành, bốn phía sáng lên từng luồng sáng, giống như có thể dẫn dắt sức mạnh của bắc đầu thất tinh đến vậy. Uy lực quả thực có thể rời non lấp biển. Chỉ có điều lạc tú vẫn cười khinh khỉnh nhìn hư kinh thiên. Cho dù thân đang ở trong bắc đầu thất tinh kiếm trận, không khí xung quanh giống như bốc cháy, nhưng lạc tú lại bỗng mở miệng nói: Ai nói cho ông biết tôi là một kẻ võ phu? Lạc tú vừa nói xong những lời này sắc mặt hư kinh thiên đột nhiên thay đổi, bởi vì ông ta giật mình phát hiện, không thấy lạc tú đâu nữa, hoặc nói không phải là ông ta không thấy lạc tú. Mà là ông ta bị chuyển vào bên trong bắt đầu thất tinh kiếm trận, còn lạc tú thì đã ở bên ngoài rồi. Nhất thời vô số cái bóng của chính ông ta tập kích ông ta, hư kinh thiên gầm thét liên tục trong kiếm trận. Một chiêu này chính là một kích chí mạng, cho dù là chính ông ta cũng khó có thể ngăn cản. Mấu chốt nhất chính là ông ta đã quá khinh địch ông ta không nghĩ tới lạc tú lại là một tu pháp giả, cho nên không hề đề phòng, sau đó người ta chỉ dùng pháp thuật di hình hoán vị đơn giản là có thể trực tiếp ném ông ta vào bắt đầu thất tinh kiếm trận này. Kiếm trận tản đi, hư kinh thiên không thể nói là chật vật nữa, mà là vô cùng thê thảm rồi. Bởi vì toàn thân ông ta đều chảy máu, chỗ nào cũng có vết thương, càng khiến ông ta hận chính là chật vật này do chính ông ta đâm mình. Lạc tú trái lại rất có hứng thú, mỉa mai nhìn hư kinh thiên, mọi người xung quanh đã hoàn toàn mờ mịt bọn họ không rõ rốt cuộc tại sao lại như vậy bọn họ chỉ thấy hư kinh thiên tự mình xông vào bắt đầu thất tinh kiếm trận sau đó tự mình đánh nhau với phân thân của mình cuối cùng bị thương mà lạc tú không biết từ khi nào đã xuất hiện ở nơi xa khoanh tay quan sát dáng vẻ xem náo nhiệt nhãi danh cậu dám trêu đùa với tôi hư kinh thiên tức nổ phổi bởi vì nếu đây là đấu pháp cực hiển nhiên ông ta đang bị lạc tú đùa bỡn ông ta cũng coi như một bậc thầy, làm một tu pháp giả, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, làm sao có thể bị trò ảo thuật đơn giản như vậy đùa giỡn. Nhưng hiện giờ, ông ta quả thật đã bị người ta đùa bỡn. Tương đương với một vị giáo sư đại học, ngay một vấn đề nho nhỏ cũng để sai. Ông ta há có thể không giận được sao? Tôi muốn khiến cậu chết không được tử tế. Hư kinh thiên phẫn nộ gào lên giống như đã mất lý trí, bầu trời bỗng nhiên nổ vang một đạo sấm sét. Ánh sáng lóa mắt lóe lên, Bầu trời như nứt ra một khe lớn. Tất cả mọi người giật mình nhìn một màn này, thật đúng là thần tiên đánh nhau có khác. Trong thời đại tôn trọng khoa học, nếu không tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng một màn trước mắt là thật. Một chuôi kiếm thanh đồng cổ xưa hiện lên, to lớn ngang một tòa nhà, từ hoa văn đến phong cách đều mang hơi thở cổ xưa, khiến người ta thấy mà khiếp đảm. "Đi chết đi." Chương 445: Chiếu cáo thiên hạ. Cự kiếm thanh đồng chém ngang thiên hạ thoạt nhìn rất giống một chiếc máy bay chở khách cỡ lớn lúc này gần như muốn nện xuống rất nhiều người đều sợ hãi chạy trốn bởi vì một khi rơi xuống e là nơi này chỉ có thể bị hủy diệt hư kinh thiên hiển nhiên đã giận mất lý trí rồi ông ta dù gì cũng là một vị tiền bối trong côn lôn kiếm cung cũng xem như một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy hiện giờ lại bị một người trẻ tuổi lai lịch bất minh như lạc tú đùa bớn còn để bản thân bị thương nặng khẩu khí này bảo ông ta làm sao có thể nuốt trôi cho nên ông ta trực tiếp thi triển pháp thuật công kích phạm vi lớn chuẩn bị dùng sấm xét để nghiền áp lạc tú cự kiếm thanh đồng này không phải là thực thể mà là một loại pháp thuật thời thương chu trong truyền thuyết thần thoại thời đại đó loại pháp thuật này có uy lực công kích cực lớn có điều đối mặt với một kích này lạc tú ngay đến hứng thú ngẩng đầu nhìn một cái cũng không có chiêu này đối với trí tôn lạc tú mà nói quá tầm thường để tôi xem cậu làm sao chặn được thanh thần kiếm đồng cổ này của tôi hư kinh thiên trong cơn thịnh nộ huy động cửa kiếm thanh đồng lao nhanh đến, giống như một kiếm này thật sự muốn xuyên thủng đất đai vậy. Kiếm còn chưa hạ xuống, rất nhiều người không kịp chạy trốn đã bị khí thế chân áp ngã lăn trên đất, miệng mũi phun máu. Ngay cả sắc mặt của nữ thần tử vong cũng thay đổi nhanh chóng, bốn phía bỗng nhiên xuất hiện khói đen cuồn cuộn, bảo vệ nữ thần tử vong và đám tùy tùng của mình. Chẳng qua ngay sau đó, đang lúc mọi người ở đây thán phục một chiêu này của hư kinh thiên, lạc tú lại đón kiếm mà đến chỉ một cái phất tay, trực tiếp đánh lên cự kiếm thanh đồng. rầm một tiếng, cự kiếm thanh đồng nháy mắt vỡ vụn, hóa những đốm sáng bay đầy trời. Cự kiếm thanh đồng phô trương thanh thế trực tiếp bị lạc tú phất tay vỗ nát. Thứ tỉnh tầng thứ ba, hư kinh thiên mở miệng nói, nháy mắt mồ hôi lạnh túa khắp người. Lạc tú vừa rồi nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ vỗ một cái nát cự kiếm thanh đồng, nhưng hư kinh thiên lại rất rõ, một kích kia của lạc tú, để lộ ra khí thức tuyệt đối là tu vi thức tỉnh tầng thứ ba. Hư Kinh Thiên kinh hãi tột độ, ông ta không nghĩ tới Lạc Tú lại có thân phận lớn như vậy. Thế mà thật sự là một vị người tu pháp thức tỉnh tầng thứ ba. Đốm sáng tản đi, Hư Kinh Thiên ngã ngồi dưới đất, một kích kia đã hao hết linh khí trong cơ thể ông ta, ông ta đã không còn lực tái chiến nữa rồi. Lạc Tú chậm rãi đi về phía Hư Kinh Thiên. Tiền bối tha mạng, mong ngài nể mặt phán bối không biết cao nhân ở ngay trước mắt, xin tiền bối tha cho. Hư Kinh Thiên chịu thua bắt đầu cầu xin lạc tú. Có điều nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trong mắt ông ta cất giấu một chút oán hận. Ông ta thề, chỉ cần đổ qua kiếp nạn này, ông ta nhất định phải về côn luân tìm viện binh, cho dù là khiến kiếm cung bị hao tổn cũng phải suốt thế trước, đánh chết lạc tú. Cho nên mặt ngoài hư kinh thiên nhận thua, vứt bỏ rồi mặt mũi cùng tôn nghiêm cầu xin tha thứ. Nhưng trong lòng lại âm ngầm mong ngóng sống sót để một ngày kia có thể quay lại báo thù. Ông ta là tu pháp giả, Đến thời điểm nhất định, vì mạng sống mà Tôn Nghiêm cũng có thể vứt bỏ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thế giới của người tu pháp lại tàn khốc như thế. Bởi vì một khi thả một người rời đi, không chừng ngày sau đối phương sẽ quay lại giết bạn cho nên trong thế giới của tu pháp giả, bạn muốn sống sót, vậy thì nhất định phải trở nên tàn nhẫn độc ác. Bởi vì hôm nay bạn nhân từ, chính là tàn nhẫn với chính mình. Hư Kinh Thiên cho rằng Lạc Tú còn trẻ, đương nhiên sẽ không biết chuyện này. Phục rồi. Lạc Tú khẽ cười nói. Phục, phục, là tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Hư Kinh Thiên nhìn thấy ánh mắt Lạc Tú dịu đi, nhanh chóng ngồi dậy quỷ gối dưới chân Lạc Tú. Nếu đã phục, Lạc Tú nói đến đây, Hư Kinh Thiên thở phào một hơi, xem ra không có việc gì rồi. Đồ danh con, chỉ cần hôm nay Lão Phu có thể sống trở về, ngày sau ắt sẽ bầm thây cậu thành vạn đoạn. Vậy ông cũng có thể đi chết được rồi. Thế những lời sau đó của Lạc Tú nháy mắt đánh nát mộng đẹp của Hư Kinh Thiên. Hư Kinh Thiên giật mình ngẩng đầu, nhìn Lạc Tú. Cậu muốn giết tôi? Hư Kinh Thiên hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Tú sẽ nói như vậy. Đương nhiên, chuyện này còn cần phải hỏi sao? Lạc Tú chậm rãi nói, cậu đây chính là muốn kết thù với Côn Lôn ư? Hư Kinh Thiên uy hiếp, cậu phải biết rằng, đó là quê hương của chúng thần, ngày sau thần linh xuất thế, cậu sẽ bị trời phạt hư kinh thiên quát, ông bảo bọn họ tới thử xem, lạc tú nhếch khóe miệng cười khẽ. Sau đó nhanh như tia chớp bóp cổ hư kinh thiên, một tay nhấc hư kinh thiên lên. Cho tới bây giờ chỉ có lạc mỗ tôi cướp đồ của người khác, không có chuyện người khác dám cướp đồ của lạc mỗ tôi. Lạc tú hơi dùng lực, sắc mặt hư kinh thiên nháy mắt đỏ ao. Đúng lúc này, phong vân bỗng nhiên cuồn cuộn. Bốn phía nháy mắt tối đen như mực, sau đó mây đen trên không trung ngưng tụ ra một mặt người. Gương mặt kia vô cùng anh Tuấn, thế nhưng vừa nhìn là biết tuyệt đối là một tên quái vật. Người xung quanh đã bị dọa ngã trên đất, giờ phút này nhìn thấy gương mặt người kia, nhất thời nhao nhao quỳ lại. Bởi vì đây là thần linh dáng thế rồi. Anh bạn nhỏ có thể nể mặt tôi, thả tên đệ tử này không? Cái mặt người kia cũng không làm gì cho thấy mình đang nổi giận. Nhưng ngay đến nữ thần tử vong cũng cảm thấy sợ hãi. Lạc tú nhướng mày, đối phương tuyệt đối là nhân vật thức tỉnh tầng thứ sáu, mặt người xuất hiện ở đây chỉ là một hình chiếu thôi tuy thực lực của đối phương khá mạnh song lạc tú vẫn không sợ hãi muốn tôi nể mặt ông sao lạc tú khẽ cười nói anh bạn nhỏ sống trên đời nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng hôm nay cho tôi chúc thể diện tương lai còn dài ngày sau còn gặp lại cái mặt người kia chậm rãi phun ra tiếng người nhưng âm thanh lại như tiếng sấm có điều ý muốn nói thì đã quá rõ ràng nếu hôm nay cậu dám giết người ngày sau tuyệt đối tôi sẽ tới tìm cậu báo thù ha ha ông đang uy hiếp tôi à lạc tú nhìn gương mặt kia lộ ra vẻ bất mãn côn lôn kiếm cùng tôi chưa bao giờ e ngại bất luận kẻ nào nếu cậu không muốn đối địch với tôi vậy thì nên thức thời nếu không cho dù có chạy trốn đến chân trời góc biển cũng vô dụng gương mặt kia vẫn tỏ thái độ cực kỳ ngạo nghễ ha ha vậy ông cứ thử xem lạc tú vừa dứt lời tay phải hơi dùng sức răng rắc một tiếng một cái đầu người bay lên lăn lông lốc sang một bên mà thi thể của hư kinh thiên trực tiếp mềm oạt ngã nhào trên đất lạc tú thật sự giết người hay lắm rất tốt chỉ là một kẻ thức tỉnh tầng thứ ba mà lại dám giết người của côn lôn kiếm cung gương mặt kia hiển nhiên đã bị lạc tú chọc giận nếu cậu đã đến thức tỉnh tầng thứ ba thì cũng nên hiểu một tầng cách cả đất trời gương mặt kia lạnh lùng mở miệng nói ông ta tuyệt đối là một vị nhân vật lớn trong giới tu pháp có khi còn là một vị nhân vật từ thời xa xưa, dù sao có thể đạt đến thức tỉnh tầng thứ sáu tuyệt đối là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy rồi. Bởi vì nếu còn tiến lên trên nữa, cơ hồ có thể xưng vương. Cút đi, Lạc Tú mở miệng nói, anh căn bản không hề sợ, trực tiếp mắng. Mặt người này chỉ là một tàn ảnh, ngoài có thể nói chuyện, hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì. Ngày côn lôn kiếm cung rời núi, chính là ngày cậu chết không có chỗ chôn Gương mặt kia nói xong thì chậm rãi biến mất nhưng âm thanh lạnh như băng thì lại truyền khắp núi non trong nước. Võ Đang, Thái Sơn, Thanh Thành, Long Hổ, Trung Nam to như vậy, giờ phút này không hẹn mà cùng vang lên những lời này. Hiển nhiên đây là đang chiếu cáo cho người tu Pháp đương thời biết, Côn Lôn Kiếm Cung muốn giết Lạc Tú. Audio điện tử Võ Tấn Bền Hết chương 445